buổi sáng thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015. Duy Nguyễn chào mừng các bạn đến với chương trình hỏi đáp hình số 368. Thì hôm nay Duy nói thời gian ra để cho các bạn hiểu hơn về chương trình hỏi đáp, tức là quay vào ngày này nhưng mà khi phát sóng lên vào ngày khác. Thì một cái khoảng thời gian trung bình để một câu hỏi đáp được dựng và được phát sóng thì nó là bao lâu? Đầu tiên là câu hỏi 14115. Anh Duy cho em hỏi, ví dụ em đẩy tạ ngang mắc được 30kg một hiệp, thì trong hiệp 1 và hiệp 2 em tập 4 hiệp thì em nên đẩy mức tạ là bao nhiêu? Thì xin giải thích câu hỏi này chút xíu, tức là bạn này bạn tập ngực là tập 4 hiệp, bạn đẩy mức tạ mắc là 30kg, bây giờ bạn hỏi anh đó là bây giờ hiệp 1, hiệp 2 nên đẩy ra bao nhiêu ký? Tại vì bạn tại sao bạn hỏi câu hỏi này? Duy cũng rất là dễ hiểu. Tại vì có những bạn thường là đề 3 từ 5, 10, 15, 20, 30 gì đó, bạn đi từ từ lên tới một cái mức tạ của mình thì bạn này hỏi cho nó chắc bây giờ đẩy ra đẩy bao nhiêu cho nó lợi hại đi. Thì đẩy thiệt chứ bạn không có giỡn. Bạn cứ chém vô trung bình thôi nha, chỉ lấy cái trung bình thôi. Còn nào bạn nào tập mắc OT thì đẩy 80-85%, bạn nào tập bình thường đẩy 70%. Vậy 70% của 30kg là nhiêu? 21kg. Hiệp 1, hiệp 2 mà đẩy 21kg. Rồi bạn leo lên được nhiêu? Bạn leo không được, bạn đẩy nguyên 4 hiệp 21kg vẫn được. Cái 30kg này là one rep max nha bạn, chứ không phải là nó 30kg bạn ghi như vậy là Duy hiểu là 30kg là one rep max của bạn. Tiếp theo là câu hỏi 4116. Chào hai anh chị, em xin đi thẳng vấn đề luôn. Em thấy ấn vào bụng thì nó vừa mềm vừa cứng, cho em hỏi phần cứng đó có phải là cơ bụng hay không? Cơ bụng đó bạn, phần cứng đó là cơ bụng đó. Còn bạn nào ví dụ như nhậu nhiều quá bị xơ gan cổ trướng thì phần cứng đó giữ chắc nha. Ý thứ hai, cho em mạn phép hỏi về trình độ học vấn của anh Duy ngày xưa. Em nghe nói ngày xưa anh Duy khá nghèo nên không đi luyện thi được, mà thế anh vẫn đậu được đại học, mong anh chia sẻ tí kêu cho tụi em tập luyện. Thì anh xin đính chính lại đó là ngày xưa đó, cái khả năng học vấn của anh cũng nằm ở mức gọi là khá khá, nói chung là cũng nghiêm túc, không có gọi là chơi bời quậy phá, không có đốt làm phá xóm, không có yêu đương nhanh nhất đó. Nói chung là ngày xưa anh là chuẩn là con ngoan trò giỏi. Các bạn hiểu sao hiểu. Nói về ngày xưa anh không có luyện thi thì cũng chính xác nha bạn. Tức là ngày xưa anh định hướng rất rõ ràng, mình là trai tỉnh lẻ đi thi đại học và chưa chắc là men đâu, nên phải chuẩn bị rõ ràng. Mặc dù mình cũng khá là tự tin ở kiến thức của mình, nhưng mà không có lẽ vì cái chuyện mà tự tin mà chủ quan. Nói nên Duy là phải cày. Duy đã nói với bạn từ ngày xưa rồi, cái nhà của Duy là trung điểm trên cái đoạn đường đi giữa trường học của Duy và cái nơi Duy luyện thi. Ngày xưa Duy học trường Trung học Phổ thông Châu Thành B, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, niên khóa 2003. 2003 tốt nghiệp đó nha bạn. Rồi cái nơi Duy luyện thi á là trường chuyên của tỉnh Bến Tre, tức là cái ngôi trường mà gọi là máu mặt nhất trong tỉnh ngày đó. Đó nên Duy luyện thi vào buổi tối, Duy học vào buổi sáng đó. Nên sáng là từ nhà đạp xe ngược lên hướng này đi học, xong rồi đạp xe ngược về ở nhà làm gì đó, ăn cơm gì đó. Nếu mà cái ngày đó có tập thể dục đó nha, thì đạp xe ngược lên trường lần nữa, xong rồi đạp xe ngược về nhà, nếu mà còn sớm không thì chạy thẳng về phía bên kia luôn, đi xuống tỉnh, đi xuống thị xã để luyện thi. Mà cứ như thế cà tới cà lui nguyên một năm như vậy đó bạn. Bởi vì nói với bạn là cardio cũng khá dữ á. Cái ngày nào mà cao điểm nhất á là Duy cardio tới 60 km xe máy, ủa lộn, xe đạp. 60 km xe đạp đó, thì cũng có luyện thi nha bạn, chứ không phải là không đâu. Vừa học vừa luyện thi, mà luyện thi trong năm, chứ không phải là gian dở một năm để mình luyện thi rồi mình mới học. Cái này các bạn giải thích cho các bạn cho nó rõ ràng. Rồi ý thứ ba, nhà em đang tồn kho một lượng lớn, cực lớn bánh trung thu, hôm nào em lại THOL cho anh chị khoảng 30 hộp thì có được không ạ? Nếu em rảnh em sẽ lại, còn không rảnh thì em xin vượt kèo này. Thứ nhất á, là bạn đầu tiên mà có một cái nhã ý là bạn tặng quà á, mà xong rồi sau đó bạn kết thúc một câu rất là ba gai, đó là nếu em rảnh em lại, còn em rảnh thôi. Vậy bạn hỏi chị bạn, đúng không? Bạn hỏi vậy thôi, Duy cũng không cần phải trả lời ý này nữa. Mà thứ nhất là như vậy, và thứ hai là mùa trung thu nó qua lâu rồi bạn ơi. Bây giờ bạn có tặng thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cá nhân Duy và những cái những bộ phận nhân viên trong BBT mà tập gym ấy, chắc chắn không ăn bánh này. Còn những nhân viên khác văn phòng có thể chưa ý thức về sức khỏe thì có thể ăn bánh này. Thì nếu mà bạn tặng vào cái dịp đó thì Duy sẽ nhận và Duy cũng tặng lại người khác thôi, chứ Duy không có xài cái này. Tặng lại những người trẻ em nào đó chẳng hạn. Ví dụ bây giờ trẻ em thì trung thu nó có một cái nghĩa là rất là to lớn. Ở gì, trung thu là Tết thiếu nhi đúng không, mà sao người lớn lại đi chơi nhiều nhiều ABC đó, chắc bạn đã không biết rồi. Còn về những người lớn trong THOL thì không ăn bánh này nha bạn.
Nhưng mà quan điểm sống cái gì, mình không xài không nghĩa là mình không cần đó, mình không xài mình vẫn cần, mình chia sẻ cái không xài đó cho những người khác cần hơn. Cái đó là nguyên tắc sống của Duy. Đọc trả lời câu hỏi và rất nhiệt tình nha. Qua ý thứ ba là nếu em rảnh em sẽ lại, còn em không rảnh thì em xin vượt kèo này, là nghe hơi quê quê rồi đó. Câu hỏi tiếp theo là 4117. Em chào anh Duy và chị Hương, em có một vấn đề muốn chia sẻ. Do mới bắt đầu tập gym, em chưa tìm hiểu nhiều và chưa có kiến thức thể hình đúng đắn nên em không tập chân vì sợ bị lùn. Nhưng khoảng hơn một năm nay em đã hiểu ra được vấn đề sai lầm của mình và bắt đầu tập chân. Nói gì? Trễ đỡ hơn không. Ví dụ bạn có hẹn gấu mà đi trễ đỡ hơn không tới. Chân em phát triển rõ rệt nhưng nó không theo kịp các bộ phận khác. Vậy anh Duy cho em hỏi là một tuần em có thể tập chân 2 buổi thứ tư và cả thứ bảy nữa được hay không? Em tập theo dáng Liên Bùi Điện Nâng Cao của anh. Em xin cảm ơn anh chị. Chúc anh chị thành công. Như thế em cao 1m7 nặng 66kg, em tập được hơn 2 năm. Ấy ra mà tập Liên Bùi Điện Nâng Cao rồi, cái ngày chân mà chưa thấy đủ thảm hay sao bạn? Bạn còn tập thêm một ngày nữa là không được rồi, quá tải chứ bạn. Theo phương pháp này là không được, mà theo những phương pháp bình thường thì cũng không nên. Không có nghĩa là tập nhiều nó sẽ phát triển nhiều, không hẳn. Không hẳn cái vấn đề đó sẽ xảy ra. Mà trong khi giáo án Liên Bùi Điện là bạn tập nhiều bạn sẽ mất nhiều hơn nữa. Trong cái ngày tập chân thì cái chân bạn đương nhiên là phát triển. Rồi trong cái ngày tập lưng cái chân bạn vẫn phải tác động. Trong ngày tập ngực cái chân bạn vẫn phải tác động. Như vậy thì chân bạn nó quá tải nhiều quá. Bạn tập đọc thêm một tuần hai ngày nữa thì không nên nha. Câu hỏi 4118 chưa hoàn thành câu hỏi. Câu hỏi 4119. Xin chào anh Duy và chị Hương. Em muốn đi thẳng vào câu hỏi để đỡ tốn dung lượng thẻ nhớ của anh Duy. Chuyện là ở chỗ em tập với bài nhóm cơ sô Last Pull Down thì có hai option để em chọn, đó là tập với cáp và hai là tập với máy leverage hay tay riêng biệt. Theo anh thấy thì mình nên dùng cái nào làm bài tập chính ạ? Để anh đọc luôn câu hỏi của bạn anh trả lời nha. Em muốn hỏi thêm là cái máy leverage ấy lúc em ngồi ngược lại, có nghĩa là quay ra ngoài, thì em cảm nhận cơ còn tốt hơn khi ngồi quay mặt vào trong. Chỉ mỗi tội là nó có không có cái chắn đùi. Em tập như thế thì có được hay không? Em tập hơi nặng thì nhờ người giữ cái đùi em lại được hay không? Tại phòng gym của em giao lưu rộng nên em không lo vấn đề này. Hay em nên dành kiểu này cho drop set? Em xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe và trả lời. Chúc anh chị cho ra nhiều sản phẩm hay và bốt. Đầu tiên mà đang phân vân giữa cái máy là stretch dry đúng không? Với cái máy là leverage thì bạn hỏi cái máy nào nên tập hơn thì anh cũng trả lời như hai ý cho bạn hiểu. Cái máy leverage nên tập hơn trong cái hoàn cảnh bằng tập nặng. Trong hoàn cảnh bằng tập nặng và rất nặng. Còn nếu mà bằng tập với cái nhịp độ bình thường thì nên tập stretch dry. Tại vì cái bài lap pull down này á, nó không thiên về sức mạnh như là cái bài pull up nha bạn. Nó không thiên về sức mạnh như cái bài pull up. Nếu bạn thiên về sức mạnh thì bạn tập leverage, còn nếu bạn thiên về cường độ, bạn thiên về cường độ, thiên về sự cảm nhận thì bạn tập bằng stretch dry. Đó thì trả lời được cái ý là nên chọn cái nào rồi đó. Rồi bây giờ phân tích sâu hơn cái máy leverage. Cái máy leverage bây giờ bạn nói bạn nằm quay cái lưng ra ngoài, tức là bạn tập cái kiểu mà nó giống như là để tay ăn sao đó. Cái kiểu giống như vậy thì bạn nói là cơ nó đã hơn thì nó đã hơn tại sao? Nó đã hơn chẳng qua là do cái bả vai của bạn ép qua vậy nè. Nó bạn chưa tập bạn đã thấy đã rồi đúng không? Bạn chưa tập bạn đã thấy đã rồi đúng không? Thì bạn tập thì chuyện nó bạn cái cảm giác của bạn nó đã hơn là chuyện bình thường. Đó chính là vấn đề cảm giác. Còn vấn đề lợi nhuận trong bài tập đó thì Duy đã phân tích rất là nhiều lần rồi. Đường đi cơ sẽ ngắn hơn. Đường đi cơ sẽ ngắn hơn và cái rủi ro chấn thương khi tập nặng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó là một ý. Và ý thứ hai nữa, bạn tập một bài mà bạn phải nhờ người này nhờ người kia thì đó cũng phải coi lại. Không phải là lúc nào bạn cũng nhờ được. Có những hoàn cảnh mà không nhờ được thì sao? Do đó nên Duy vẫn hướng bạn vào tập cái kiểu đó vào drop set. Drop set tập nhẹ mà đúng không? Tập nhẹ nó không có chấn thương. Còn bạn muốn đã gì đó thì chuyện đó nó cũng dễ hiểu thôi. Còn khi mà tập nặng á, thì mình phải phân tích cái được và cái mất, cái nên và cái không nên thì mình có quyết định là có tập bài đó hay không. Vậy tóm lại quan điểm của Duy là cái máy leverage mà cái máy dốc dốc trên xuống á, giống như máy kéo xô đó thì tập thì cũng được, nhưng mà nếu mà là Duy không ưu tiên nhiều lắm. Nếu mà Duy tập vậy thì chọn luôn cái bài pull up để tập cho nó sướng. Và cái thứ hai, cái bài stretch dry thì mình tập để mình tìm một cảm nhận khác, cảm nhận về cường độ, cảm nhận về cái độ ăn cơ, cảm nhận về cái feeling của não, nó sướng hơn rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 4120. Thưa anh Duy và chị Hương, đây không phải là câu hỏi mà chỉ là góp ý thôi. Khi THOL ra mắt các bộ phim thì chương trình hỏi đáp bị
trì trệ, đình trệ. Em cũng biết là anh chị cũng không thể nào gồng gánh ôm xô cả hai cùng một lúc, nhưng chúng ta là cộng đồng gym và theo các chương trình và theo em, các chương trình như hỏi đáp, hướng dẫn luôn là được ưu tiên hàng đầu, phim ảnh game show chỉ là phụ. Em thấy phim ảnh gì gì đó ra chậm một tí cũng được, chứ còn hỏi đáp mà không có thì em và các gymer khác cũng thấy thiếu. Vì các số hỏi đáp và các hướng dẫn tập luyện là linh hồn của Thác OL rồi. Như đồng ý với bạn, hỏi đáp là rất cần thiết và các phương pháp tập luyện cũng rất cần thiết. Nhưng mà cái cần thiết thì THOL và Duy đã làm tương đối nó đủ rồi. Nếu mà cứ mãi mãi cuộc đời sau này mà cứ ôm vào hai cái này làm hoài thì THOL và anh không thể nào thay đổi được xã hội. Anh chắc chắn các bạn luôn. Bao nhiêu con người đã làm trong thời gian là mấy chục năm rồi. Gymer vẫn là những thằng hôi hám, vẫn là những thằng bẩn thỉu, vẫn là những thằng nghèo đói, vẫn là những thằng có thằng nhận thức kém trong xã hội. Duy nói lời này ra ai buồn chịu đó. Nếu mà các bạn cảm thấy Duy nói lời này là xúc phạm thì các bạn đang sống ảo tưởng trong cái body của chính các bạn mà thôi đó. Body không chả nói là chuyện gì cả, mặc đồ vô đẹp thôi làm được cái gì, quan trọng là như vậy đó. Trong khi bây giờ nhận thức về dinh dưỡng thôi, ăn nổi cái chuyện nhỏ nhặt thôi, ăn lòng trắng mà bỏ lòng đỏ thôi, ú ớ không giải thích được với phụ huynh không hiểu bạn thì cuộc đời bạn nó chỉ dừng lại mức đó, đúng không? Bây giờ hỏi đáp á, thì những câu hỏi quan trọng thì cũng đã trả lời rất là hết rồi. Còn là những câu hỏi là nó cũng vừa vừa thôi, chứ nó cũng không có độ khó. Đó là một ý. Và ý thứ hai là chưa bao giờ Duy nói là chỉ bỏ hỏi đáp cả. Nếu mà các bạn thấy được cái sự nhiệt tình của Duy quay hỏi đáp trong khi cổ họng rất là đau, trong khi người rất là bận, trong khi Thu Hương nằm viện trong kia, trong khi BBT một đống công việc. Sáng sớm, hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay là buổi sáng, chưa kịp ăn sáng, chỉ mới uống pháp banner cũng vẫn vào đây phải quay hỏi đáp cho các bạn. Nó thì các bạn nhìn vào hình ảnh này thì các bạn tự có cái suy nghĩ của mình rồi. Còn cái thứ hai nữa, tại sao lại Duy lại lấn sân vào lĩnh vực gọi là cái gymbit là cái gì đó, tại sao phải làm những bộ phim như vậy, làm gì tốn một đống tiền của Duy. Duy nói cho các bạn nghe, cây nhà lá vườn thôi nhưng mà một clip của THOL làm ra chi phí không dưới 50 triệu một clip. Thì bạn nhân cái số lượng bao nhiêu clip đó là tốn hết bao nhiêu tiền của Duy rồi đó. Mà tại sao Duy làm như vậy? Duy nói là tiền bạc có thể là đối với Duy nó không nhiều không ít, nhưng mà cái độ chịu chơi trong lục gym này của Duy bảo đảm với bạn là có thừa đó. Chỉ những cái clip đó nó mới thân thiện. Có thể là bây giờ cái giới hạn của THOL, giới hạn của chúng ta là diễn viên nó còn non trẻ đó. Diễn viên chỉ là gymer thôi chứ chưa đứng diễn bao giờ, nên diễn nó còn hơi cứng hơi thô hay gì đó. Tất cả những vấn đề đó là vấn đề của thời gian, nhưng nhờ những cái clip đó mà những người không tập gym người ta mới xem. Còn bây giờ hỏi đáp bạn bằng bật cái không tập gym, ta nghe ta hiểu gì, ao liền nghe tức. Mà nếu bạn không tiếp cận được những cái tầng lớp không tập gym thì mãi mãi cái gymer của mình chỉ là một cái cộng đồng tự kỷ mà thôi, không có ảnh hưởng gì cả, không có thay đổi được gì cả. Và phong trào gym bảo đảm với các bạn không bao giờ phát triển được. Không phải bạn cứ có thành tích bản thân là gym phát triển, cái đó là bạn nghĩ vậy thôi, nhưng xã hội không nghĩ cho bạn. Nó xã hội này bao nhiêu người tập gym, bao nhiêu người biết gym là cái gì. Bạn có bao giờ bạn đi giao tiếp với xã hội, bạn gặp một người nào đó bình thường mà hỏi cái nghề của mày là nghề gì, bạn nói tôi là gymer, bao nhiêu người hiểu được cái gymer là cái gì? Không ai hiểu cả. Chỉ có bạn và những người trong giới hiểu với nhau thôi. Thì cái vấn đề, cái mục tiêu của THOL và cái sứ mệnh của anh trong cuộc đời này, cái mục tiêu anh đến với trái đất này là để làm cái việc đó, thì anh bằng mọi cách anh phải làm được cái việc như vậy đó. Thì anh nói những lời ra thì cũng mong là các bạn hiểu. Và có những bộ phim của THOL làm ra là hoàn toàn miễn phí đó. Thì các bạn, thứ nhất các bạn xem á, thì các bạn có góp ý thì cũng góp ý nhẹ nhàng. Đối với Duy là bình thường rồi, bạn có ý như thế nào Duy cũng chả suy nhê gì cả. Tại Duy nghĩ rằng những lời góp ý đó cũng không thay đổi được cái gì trong cái cuộc đời và trong cái con đường đi của Duy cả. Duy không quan tâm. Nhưng mà với những cái bạn khác, với những bạn ví dụ như bạn mới đóng lần đầu với bạn này kia, bạn góp ý mà khi nó thô quá thì các bạn cũng buồn. Thì đôi khi mình làm một cái việc gì ra thì các bạn hãy ngẫm rằng mình đã làm được gì cho cộng đồng chưa, hay là mình chỉ còn chọi đá dìm hàng cái cộng đồng này đi xuống. Thì bạn có thể gì chọi đá dìm hàng, hay bạn có thể làm bất cứ một hành động nào với THOL. Nếu mà những vấn đề nào cần liên quan tới pháp luật pháp lý thì BBT có cách xử lý của nó. Còn bạn không cần thiết phải gọi là mình là đàn ông, đúng không? Mình là đàn ông, mình là gymer thì mình không cần phải chọi đá vào những người nữ lưu, nữ giới, những người bạn mới. Thì cũng tội nghiệp các bạn ấy lắm. Bạn ấy cũng là nói thật với các bạn, fitness các bạn ấy đóng phim, các bạn ấy diễn cho THOL là phi lợi nhuận nha các bạn. Phi lợi nhuận, một hành động rất là có tính cống hiến. Các bạn ấy bỏ cả ngày làm việc ra, các bạn bỏ cả ngày làm việc ra, các bạn đến THOL để các bạn diễn,
Nhưng mà đâu phải là diễn suốt bạn, đôi khi những cái vai khác diễn sai, diễn tới diễn lui ngồi đó đợi đó. Nếu mà các bạn nào mà thấy được những hình ảnh đó thì các bạn mới thấy được một sự đồng cảm. Đối với những cái video clip mà hỏi đáp như vậy, Duy làm rất là đơn giản. Một mình Duy vô, Duy ngồi, Duy nói chuyện bù lu bù la là xong một clip. Dựng cũng rất là đơn giản. Cái đó là Duy lợi dụng cái gì? Duy là chất xám và trình độ của Duy để Duy hiểu vấn đề này. Còn cái phim ảnh nó là khác, nó là chuyện của một cả cộng đồng, chuyện của một cả ekip. Nó rất là khó làm, nhưng mà mình phải dấn thân vào những cái khó như vậy thì mình mới lên một tầm cao mới, chứ không chỉ dừng lại hỏi đáp và tập luyện, chỉ mang những cái clip rất là đơn giản. Nếu mà bây giờ người nước ngoài nhìn vào những cái clip tập luyện và nhìn vào những clip hỏi đáp, tao nói thằng này cũng thường thôi, đâu có gì hot nó, thì chứ không muốn làm như vậy. Chứ muốn mọi chuyện nó phải có một cái độ chuyên nghiệp cao hơn đó, một cái độ chuyên nghiệp cao hơn. Có thể là bây giờ sai, có thể là bây giờ chưa được, nhưng mà thời gian chắc chắn nó sẽ được. Và những cái event nữa, những cái event mặc dù bây giờ nó nhỏ nhưng mà từ từ nó sẽ lớn thì nó sẽ mang một cái độ vang trong cộng đồng. Nó sẽ làm cho những người không tập gym, cái này cái gì mày làm gì ghê vậy, ủa gym là cái gì? Từ đó người ta mới lên Google, ta search gym là cái gì. Mà người ta ra gym là cái gì thì người ta sẽ tìm được những cái kiến thức cơ bản trước. Rồi từ những kiến thức cơ bản trước đó, người ta đụng tới hỏi đáp, đụng tới những cái gì đó của Duy, người ta nghe, người ta còn hiểu và người ta mới có thể là tập thử hay là chia sẻ lại với những người khác nữa. Thì chính là như vậy thì nó mới mạnh được. Chứ còn bây giờ mình cứ tự kỷ theo cộng đồng của mình không, mà mình không có một cái sự open, không có một sự hy sinh sẻ chia ra phía bên ngoài, thì Duy nghĩ là không lên nổi đâu. Mà bạn cũng yên tâm, hỏi đáp không bao giờ trì trệ cả. Một ngày Duy quay hai, trung bình là một ngày là 2 số, một tuần là 14 số, ngày nào mạnh thì 3 số. Như đó không chưa đủ nhiều sao bạn? Tiếp theo là câu hỏi 4121. Chào anh Duy và chị Hương, em cũng tập hơn 2 tháng rồi. Em cao 1m81, nặng 70kg. Dù hơn 2 tháng tập nhưng chỉ số ký của em vẫn duy trì 70, tức là bạn không lên ký. Cơ thì có tăng nhưng mà bụng và ngực thì vẫn vậy. Mục tiêu của em là tăng cơ giảm mỡ. Bây giờ em muốn đặt giảm mỡ lên hàng đầu và em vẫn tập tạ nhưng ít lại, thời gian cardio nhiều hơn, dù biết sẽ dị hóa cơ nhiều. Anh góp ý giùm em. Cũng không dị hóa cơ nhiều đâu bạn, dị hóa cơ nhiều hay không nó còn phụ thuộc vào dinh dưỡng của bạn. Cái đó là cái chính. Còn bây giờ cũng 45 phút đó bạn tập gì kệ bạn chứ, đúng không? Bạn 45 phút đó bình thường bạn tập tạ là 30 phút, bạn tập cardio 15 phút. Bây giờ bạn đổi ngược lại, bạn tập tạ 15 phút, bạn tập cardio 30 phút thì vẫn được thôi, đâu gì dị hóa cơ. Nên cái vấn đề này anh cảm thấy là ok, không có gì cả. Tuy nhiên cân nặng của bạn đang thiếu, mà mỡ của bạn hơi nhiều thì bạn đang nằm ở trong một tình trạng rất xấu là cơ thiếu mỡ thừa. Thì thôi, vấn đề là vấn đề của thời gian. Bào tập mới có 2 tháng đi. Cái vấn đề của bạn bây giờ là phải kiên trì, kiên định và có ý chí để mình tập từ từ để mình cải thiện cơ tăng mỡ giảm. Tiếp theo là câu hỏi 4122. Xin chào anh Duy, chị Hương và anh em THOL. Anh Duy cho em hỏi là em đã nghe đến dòng pháp burner của Lapada chưa? Tức là hỏi anh có nghe đến dòng pháp burner của Lapada chưa? Tất nhiên là nghe rồi bạn, tất nhiên là biết chứ. Em hiện tại đang cutting và có lean body với free workout. Anh cho em nhận xét về dòng pháp burner của Lapada với ạ. Hiện tại em đang phân vân giữa Lapada, Diamond Burn, Lipo, kinh tế của em thì thoải mái. Thì dòng pháp burner của Lapada cũng là bình thường như ba cái nhãn hàng bạn vừa đề cập. Lapada, Diamond Burn hay Lipo gì đó thì nó cũng ná như nhau thôi. Nhưng mà tất nhiên về cái chuyện phân phối hàng á, thì phân phối thì chỉ phân phối cùng lắm là 2 trong số nhiều này thôi, chứ mà pháp burner mà phân phối nhiều quá thì nó cũng, thứ nhất nó chỉ được mang lại một cái tính đa dạng sản phẩm thôi, nhưng mà về những yếu tố khác thì nó không được khôn ngoan cho lắm. Thì thôi, BBT phân phối đa bên với Depo. Còn chuyện Lapada thì nó đương nhiên có dòng pháp burner còn xài cũng ok, tại vì Lapada cũng là một cái nem lớn thì ngại ngùng gì mấy cái sản phẩm này. Câu hỏi tiếp theo là 4123. Chào chị Hương và anh Duy, em đang theo giáo án tăng cơ 6 buổi. Hiện tại em đang dùng C4, 60 lần dùng, nhưng gần hết rồi. Theo khuyến cáo thì em không nên xài tiếp C4. Vậy anh chị cho em lời khuyên là nên xài Boom HD hay Wanema ạ? Wanema thì nghe nói giống C4, còn Boom HD là tập cường độ cao uống được không ạ? Boom HD có giúp phục hồi nhanh như C4 không ạ? Em cao 1m68, nặng 68kg, xin cảm ơn. Anh hiện cũng xài Boom HD C4 xen kẽ và anh cảm thấy hài lòng với hai sản phẩm này. Anh chưa cảm thấy gì khác biệt hết. Cả hai đều uống rất ngon, thì nói chung anh cũng đổi qua đổi lại thôi.
Thì C4 anh xài hết hũ thì anh cũng đổi qua bơm HD. Tại hiện tại trong tay anh là có hai sản phẩm, thì anh đổi cho nó khác vị chút xíu, uống cho nó đỡ chán thôi. Chứ còn nếu mà có một sản phẩm thì anh vẫn xài C4 trường kỳ, vẫn có thời điểm anh xài C4 trường kỳ. Cái vấn đề này nó cũng không có gì gọi là nó khó khăn hết. Mà hơn nữa thằng BBI với thằng Seducer là hai thằng mà nó không đội trời chung với nhau, thì nó cái sản phẩm nó cạnh tranh với nhau với một cái đoạn mà rất là chát, giống như Yamaha với Honda vậy đó. Thôi mình là người tiêu dùng mà, chuyện cạnh tranh hay này nọ, chuyện của nhà sản xuất kệ đó, mình chỉ xài thôi. Nên câu trả lời là được nha bạn. Câu hỏi tiếp theo là 4124. Xin chào anh Duy và cộng đồng THOL, em tập gym được 2 năm rồi. Em có thiết kế cho mẹ tập cardio. Mẹ em 56 tuổi bị cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Vừa rồi em kiểm tra còn bị cả tim. Đây là những bệnh nguyên nhân chính là do body fat, cholesterol và đường glyco. Mẹ em tập cũng hiệu quả, nhưng anh có thể tư vấn cho mẹ em. Em có thể tư vấn cho em rằng mẹ em tập bao nhiêu buổi một tuần, mỗi buổi bao nhiêu lâu và cardio nhanh hay chậm. Chúc gì cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe dồi dào. Và bây giờ mẹ bạn rảnh bao nhiêu ngày thì tập bấy nhiêu ngày. Đó, còn mẹ bạn cardio nhanh hay chậm thì cạc chậm thôi nha bạn. Cardio chậm thôi. Đối với người lớn tuổi cardio chậm là vàng rồi, là đẹp rồi, là quý rồi, chả cần phải hát HIIT làm gì cả đâu nha. Đó, và dinh dưỡng cho mẹ sạch sạch và lean hơn. Gì có tiền mua thêm dầu cá cho mẹ uống ví dụ vậy. Đó, hoặc là lean body cho mẹ uống để cho nó triệt tiêu được từ 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 cái cholesterol đi. Đó, mà có mua lean body cho mẹ uống ngàn gói được rồi. Mẹ uống ngày 2 gói khi người già cái hàm lượng dưỡng cao quá thì nó hấp thu không hết nó cũng uổng. Đó. Như vậy thì giờ mẹ của bạn cứ vô là nếu mà tập mấy cái máy Sertoray được thì vô đây đẩy vài cái cho nó nhẹ. Đó, đẩy vài cái xong rồi qua đi bộ hoặc là đạp xe chậm. Đó là những cái phương pháp tập cardio phù hợp cho một người mẹ đang mang rất là nhiều bệnh trong người ở lứa tuổi 56. Thì tất nhiên những cái bệnh này giống như bạn nói là đều do body fat mà ra thôi. Đó, đều do body fat và cái sự ăn uống nó không hợp lý trong một khoảng thời gian dài tuổi trẻ thì nó sẽ sinh ra một cái hệ quả là như vậy. Đó thì các bạn swimmer cũng lưu ý, mình tập thể hình nó đẹp là chuyện nó đương nhiên là phải có rồi, nhưng mà đằng trước cái đẹp đó là cái sức khỏe rất là quan trọng. Nếu bạn ăn uống mà nó không hợp lý ngay từ bây giờ thì bây giờ bạn chưa thấy đâu, đương nhiên tuổi trẻ mà cái gì nó vượt qua được hết, nhưng mà khi tuổi già nó đổ về á thì nó sẽ không như là mình mong đợi. Thì câu hỏi của bạn này cũng đã kết thúc chương hồi đáp thành số 368. Duy xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương hồi đáp thành số tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.